Mỹ không kích dân quân thân Iran tại Iraq. Cường kích Mỹ tấn công dân quân thân Iran tại Iraq, sau khi lực lượng này phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ nơi lính Mỹ đồn trú. Dân quân được Iran hậu thuẫn đêm qua dùng tên lửa đạn đạo tầm ngắn tấn công lực lượng Mỹ và liên quân tại căn cứ không quân Al-Asad, làm 8 người bị thương và gây ra một số thiệt hại nhỏ về hạ tầng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 21 tháng 11 thông báo. Ông Ryder cho biết ngay sau vụ tập kích, một cường kích AC-130 của Mỹ đã tiến hành tấn công tự vệ nhằm vào phương tiện và nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Đòn đáp trả này khiến một số tay súng đối phương thiệt mạng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói, đây là lần đầu tiên Mỹ tuyên bố tấn công dân quân thân Iran tại Iraq. Trước đó, Mỹ ba lần không kích vị trí của lực lượng dân quân thân Iran ở Syria nhằm đáp trả các vụ tập kích nhằm vào binh sĩ nước này trong khu vực. Số vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông gia tăng sau khi Hamas mở chiến dịch đột kích lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Quân đội Israel sau đó không kích dải Gaza và mở chiến dịch trên bộ nhằm vào khu vực để đáp trả. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết lực lượng Mỹ bị tấn công khoảng 66 lần tính từ ngày 17 tháng 10, trong đó 32 vụ ở Iraq và 34 vụ ở Syria. Các vụ tấn công khiến 62 nhân sự của quân đội Mỹ bị thương, chưa bao gồm 8 người bị thương trong vụ tấn công gần nhất mà ông Ryder đề cập ngày 22 tháng 11. Theo bà Singh, các thành viên nhóm dân quân thân Iran tại Iraq bị nhắm mục tiêu do cường kích AC-130 có thể xác định điểm phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, sau đó theo dõi xe chở những người này. Đây là lần đầu tiên dân quân thân Iran dùng tên lửa đạn đạo tập kích lực lượng Mỹ kể từ ngày 17 tháng 10. Mỹ triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 lính ở Syria, nằm trong Liên minh Quốc tế chống phiến quân nhà nước Hồi giáo IS, tự xưng. Sau khi IS bị tiêu diệt, liên minh này cho biết vai trò của họ tại Iraq là cố vấn và hỗ trợ các đối tác địa phương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.